Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được khai mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Bùi Chí Hiếu, hỗ trợ 4 phần quà cho 4 bà con nghèo đang có hoàn cảnh khó khăn, rồi thêm những người già neo đơn đang có mặt ở xã Bình Thạnh đó các bạn, thì cũng là quê của mấy chị em tụi mình. Thì nhóm xin chân thành cảm ơn anh Bùi Chí Hiếu rất là nhiều luôn vì đã có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho bà con những cái phần gạo nè, rồi mì, rồi thêm đồ nêm nếm nữa, rất là bổ ích luôn. Thì tụi em chân thành cảm ơn anh rất là nhiều nha. Thì hôm nay á, hộ đầu tiên mà hai chị em đến đó là gia đình của bà Tư, thì bà sống chỉ có một mình thôi, bây giờ thì phải nuôi thêm một người cháu đó là bé Tiết Yên, thì bà cũng rất là khó khăn luôn. Xin mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong để mà được thăm bà nha. Dạ, đi thôi. Được. Chào bà Tư. Nặng quá bà Tư ơi. Bà Tư ơi, mình xích vô trong đây ngồi đi bà Tư ha. Thôi, nay coi tụi con mang đến quá trời quà cho bà Tư luôn nè. Bà Tư thấy vui không? Thấy bất ngờ không? Vui bất ngờ. Dạ. Hôm nay thì dạ, tại vì tụi con có một vị Mạnh Thường Quân, đó là anh Bùi Chí Hiếu, thì anh ấy kêu tụi con là tặng những cái phần quà này đến cho những hộ gia đình khó khăn, rồi những người già neo đơn. Thì ở chỗ tụi con thì con biết đến hoàn cảnh gia đình của bà Tư. Bà Tư sống chỉ có một mình hồi đó giờ thôi, bây giờ thì nuôi thêm cháu là bé Tiết Yên nữa, thì cũng gặp nhiều khó khăn đúng không bà Tư? Chắc này con thấy bà Tư chỉ chú ý đến quà thôi đó. Dòm có cái gì vậy đó. Dạ, một chút xíu thì con sẽ nói với bà Tư sau nha. Dạ, bà Tư có thể nói lại cho các cô chú, anh chị, các bạn được biết á, là đó giờ bà Tư có sống với ai không hay là chỉ một mình thôi? Ở sống với ông già, bà già. Dạ. Rồi cái ông bà chết hết rồi, vợ bên nơi. Dạ. Ba mẹ là, ba mẹ của bà Tư mất lâu chưa bà Tư? Hôm nay coi ông già thì 21 năm, còn bà già thì 20 năm. Dạ, mẹ năm nay là bà Tư bao nhiêu tuổi rồi? 68. 68 tuổi rồi. Tuổi ngọ. Dạ, con biết là nhà bà Tư thì chỉ có trồng chuối bán thôi hả bà Tư? Trồng chuối. Dạ, hồi trước đó thì lúc mà còn trẻ bà Tư có làm gì có, khác không? Có, bằng gãy. Bằng gãy hả? Bằng ba bờ ngoài hè đó. Dạ. Bờ đó. Bây giờ cái bằng ngồi đó bằng ngũ qua, đậu đồ á, dạ, bằng ớt đủ chân á. Rồi dạ, cái, hết nổi hả bà Tư? Mà không nổi cái cho tao mướn cái cỏ. Dạ. Một năm có 2 triệu. Dạ. Tại vì mình lớn tuổi rồi, không có bằng lớn tuổi đâu nữa. Có bằng, nghỉ 10 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì nuôi thêm bé Tiết Yên nữa. Thêm Tiết Yên đó. Dạ. Nhưng mà Tiết Yên thì cũng đã có cái sự hỗ trợ của chú Hồng Vũ rồi. Nhưng mà cái tiền đó thì chỉ dành riêng cho bé thôi. Dành riêng. Dạ. Còn bà thì nhờ cái tiền mà bán chuối để mà sống thôi bà. Với gạo này nè. Dạ. Cho nó ăn. Với tôi ăn. Mình bán vậy đó, ngày là được nhiêu tiền hả bà Tư? Hay là lâu lâu mới có? Rồi, nửa tháng mới được buồn hay buồn. Dạ. Rồi chú sáp mới không? 4 tháng mà được mới được được ăn. Dạ. Còn chú lấy chim thì 3 tháng. Dạ. Mới được đốt. Một quầy như là được nhiêu một tiền hả bà? Quầy thì tao mua có 5 ngàn, nãy 6 ngàn, chú bự được 10 ngàn, dạ, 8 ngàn, không chừng. Chú lớn, chú nhỏ, vậy đó. Dạ, rồi có đủ mình sinh sống không bà? Tại vì không đủ thì cũng dành dụm lộn gối. À, bà có lộn gói nữa hả? Lộn gói nè. Lộn gói này ngày ta trả bà bao nhiêu tiền? Bà thì lộn bao nhiêu cái? 100 vậy là 5 ngàn. À, lộn 100 cái. 100 cái, 2 lộn cọc vậy đó. Mặt trái lại cái mặt thật của nó là sẽ được 5 ngàn. Thì đây nè, 2 cọc vậy nè, dạ, 5 ngàn. Cọc vậy, 2 cọc vậy 5 ngàn là 10 ngàn đó. Dạ. Còn trên nữa là 12.500 á, lộn. Dạ. Muốn ẹo vô sống luôn. Nhưng mà cũng có tiền để mà ăn bánh không có bà? Có được ăn bánh. Với dạ, mua này kia đồ ăn vậy đó. Dạ. Với chuối đồ nhờ vậy đó. Lộn có bà hủ với lộn vợ vợ đỉnh. Dạ. Rồi con cũng biết đó là cái chân của bà không khỏe đúng không bà Tư? Đúng rồi. Dạ, đi chân bà Tư là bị sao? Đau hai đầu gối. Đi gì nó đau, đi đứng hoài không được, mất ngồi. Dạ. Còn cái nó đau đi nó đau trong này nè. Dạ. Nó kêu lụp cụp giống như là của ốc lỏng. Vậy đó. Rồi bà có uống thuốc không? Có chứ không, uống dữ lắm. Dạ. Hồi bắt bệnh là uống dẫn tới luôn. Dạ. Uống dẫn luôn, cái nó qua tiểu đường luôn, uống thuốc uống tàu, thuốc tàu không đó. Vậy là mua, phải uống thuốc để một chai thì 100 ngàn có. Dạ. Chai 70 có, 60 có, đủ thứ hết trơn á. Dạ. Rồi cái uống kiếp nó nóng nó qua tiểu đường luôn, giờ dạ, bệnh tiểu đường luôn. Ờ, bị tiểu đường nữa hả bà? Ừ. Khó khăn quá trời luôn ha. Bà có đi khám chưa? Có, khám rồi thì uống thuốc người ta đưa, thuốc đó, thuốc tiểu đường, thuốc tây đó. Dạ. Uống, ngày nào cũng uống hết. Ừ. Dạ. Rồi thường là bao gạo là hai bà cháu bà ăn bao lâu? Một bao 10 kg này nè.
ăn một tháng. Vậy là hai bao này ăn hai tháng. Trời ơi đã quá. Dạ. Ăn có nửa lon hơn nửa lon à. Dạ, hôm nay thì tụi con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Bùi Chí Hiếu đến thì có rất là nhiều quà gửi tặng đến cho bà Tư luôn. Thì có thể nói là hôm nay là nhà của bà là đầy ắp quà luôn đó. Dạ, cái bao gạo này là 10kg nè, đây là gạo rất là ngon luôn. Bây giờ con có cái đơn giá thì con xin được phép đọc lên cho bà Tư với lại các cô chú, anh chị và các bạn được biết nha. Thường thì tụi con chỉ cho một bao gạo thôi, hôm nay là anh ấy cho bà tới hai bao gạo luôn đó. Dạ, thì đơn giá các phần quà dành cho bà con nghèo của anh Bùi Chí Hiếu gửi tặng. Thứ nhất là gạo là 20kg, một bao như vậy là 10kg nha. Dạ, 150.000 một bao, hai bao là 300.000. Wow. Trong ngàn bao rồi hả? Dạ. Gạo ngon đó. Gạo gì mà giữ vậy? Gạo quậy hả? Dạ. Vậy hả? Gạo đài thơm, dẻo và ngon, có mùi thơm nhẹ. Dạ, rồi hai bao gạo để qua một bên nha. Tiếp theo đó là 10 gói cháo trị giá là 26.000 đồng. Đây, đây là cháo. Cháo thịt bằm là chỉ cho bé Tuyết Yên ăn được thôi, bà Tư ăn tương không có ăn được. Dạ. Rồi, tiếp theo là 10 gói mì là 20.000. Đây. Đây, mì hảo hảo tôm chua cay. Mì này á là bà Tư cũng không ăn được thì bà Tư ăn tương. Thì tụi con cũng không có biết á, nhưng mà dạ. Nhưng mà bà Tư ăn không có lấy cái gói niêm á là được. Bỏ cái gói niêm đi, bà Tư niêm sao mà bỏ gói niêm mà sao nó cũng còn cái mì nó còn tanh quá ăn được. Giống như là bà ăn tương quen rồi. Dạ. Tiếp theo á là phở 5 gói là 30.000. Phở đây nha. Đây là phở bò. Dạ. Tiếp theo là 5 gói hủ tiếu là 20.000. Dạ, đây là hủ tiếu. Hủ tiếu. À, 1 lít dầu ăn là 44.000. Đây là chai dầu ăn là bà Tư có thể dùng nha. Dạ, dầu ăn này thì có sử dụng được. Dạ. Nước tương loại lớn này là 19.000 một chai nè bà Tư. Dạ, chao. Chao này chắc tí quá bà Tư. Ủa mà Tư ăn cũng được mà. À, chao này là 24.000 một hũ nè, này là chao loại lớn đó. Dạ, tương nè, ăn tương ăn được nha. Dạ, với lại 1 kg đường là 24.000 nữa. Là bà có biết tổng cái phần quà hôm nay là bao nhiêu tiền không? Đường Thái. Dạ, bà Tư biết tổng cái phần quà hôm nay là bao nhiêu tiền không? À biết. 507.000. Dạ. Đủ vậy đó hả? Quá trời nhiều luôn đúng không bà? Dạ, được xin được phép đưa cho anh Bùi Chí Hiếu và tất cả các cô chú, anh chị các bạn được biết nha. Đây là cái đơn giá là mình đã ghi ra hết rồi nè. Mỗi phần quà như vậy là 507.000 một phần, rất là nhiều luôn. Cảm ơn chào đây. Dạ, bà Tư nói cảm ơn anh Bùi Chí Hiếu đi. Cảm ơn tôi xin cảm ơn Bùi Chí Hiếu. Dạ. Rồi. Dạ, bà có vui không? Vui, mừng dữ rồi. Bà có mừng không? Dạ, chúc cho bà thật là nhiều sức khỏe khi có những món quà này nha. Hoàn cảnh gia đình tiếp theo mà hôm nay hai chị em mình ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của bà Tư Nguyệt. Thì hiện tại bà cũng gặp rất là nhiều khó khăn đó các bạn. Bây giờ xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà nha. Dạ. Chào bà Tư. Dạ. Con nhiều gánh. Hay dạ. Cái sàn bà Tư hơi cao. Dạ. Dạ, vô trong ngồi đi bà Tư, bà Tư vô trong ngồi đi. Dạ, bà Tư ngồi để con đi. Dạ. Tư năm nay Tư nhiêu tuổi rồi Tư? 65. 65 tuổi. Là hiện tại thì bà Tư ở đây có một mình thôi đúng không? À có mình anh. Mình anh năm nay là 41 năm rồi. 41 năm. 41 năm. À, mình anh. Dạ. Rồi con của bà Tư thì có hay về thăm không? Một năm thì được lần. Dạ. Năm thì chỉ về được có một lần thôi. À, bởi vì đi bằng mướn á. Dạ. Bằng mướn á, thuê ông mãi rồi đâu có được gì rồi liền. Tiền đâu có cái gì liền. Bà Tư đông con không bà Tư? Ba người. Ba đứa mà ở nơi có chồng có vợ. Rồi lo làm ăn hết. Không có ai mà. Dạo có như giả chứ đủ nước sống ăn. Dạ. Rồi hiện tại thì bà Tư ở đây là con biết là bà Tư chỉ có quanh quẩn trong cái khu vực, cái vườn nhà của mình thôi. Rồi mình, nhà mình thôi. Rồi mình chỉ là bán xài nè, rồi bán chuối với lại một số mấy cái mà rau gác ở nhà mình trồng thôi đúng không bà Tư? Ừ, trồng ăn vậy thôi chứ bán không có gì đâu, có bán gì đâu. Dạ, vậy là mình trồng để đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi, có bán gì đâu. Dạ, rồi lớn tuổi rồi không biết bà Tư có bị bệnh không bà Tư hả? Tư bệnh dữ lắm luôn á, không thuốc nam rồi để tắm. Bà Tư bị sao bên trong người vậy bà Tư? Uống được thang rồi đó. Cũng như là cái đầu bị não. Rồi bao tử. Dạ. Rồi khớp. Hai tay rồi, là teo hết tay rồi đó. Dạ.
nay đã đỡ chúng ta này. Cũng bốn được thang thấy nó đỡ rồi đó. Dạ. Không biết là hồi lúc mà bà tôi còn trẻ thì bà tôi có làm nghề gì không bà tôi hả? Đi làm mướn. Làm mướn dữ lắm luôn. Làm không ngày nghỉ luôn đó. Vì lớn tuổi rồi thì mình không có còn đủ sức để đi làm nữa cho nên là mình nó, về giường mình ở. Nó yếu à. Nó yếu suy nhược rồi làm không nổi nữa. Dạ. Rồi bệnh hoài vậy đó. Dạ. Không thuốc tí thôi. Chết luôn. Nè. Gỗ thuốc luôn. Thông thường là mình bị bệnh là mình có nhờ ai để mà chở mình đi khám bệnh không hay là mình tự bắt xe đầu mình đi khám hả tư? Tự đi không à. Tự đi thôi. Tại vì mỗi người ta phiền. Phiền người ta. Rồi mình tự đi. Mới khám vừa rồi là 500 ngàn. Dạ. Thuốc uống nè. Bớt. Keo keo luôn thuốc ngủ á. Mới mua. Dạ, nhà bà tư thì bước vô con nghe mùi thuốc nó rất là nặng luôn á. Bệnh dữ. Bà tư bị uống thuốc là nằm chỗ liền đó. Dạ. Vì đó quá sức lao động rồi bây giờ nó yếu dữ lắm luôn. Nó đau trong xương đau ra ngủ không được luôn á. Dạ. Đêm mấy tháng nay ngủ không được á. Rồi hôm nay bà tôi uống thuốc bà tôi thấy có đỡ không? Thì thấy đỡ vậy thôi. Sáng thì uống liều thuốc tây. Cái bắt liều thuốc nam nên 10 giờ uống tới chiều. Dạ. Rồi cái chăm thêm thuốc viên nữa. Viên này nè. Nhức khớp. Rồi bao tử. Bao tử đóng chánh cái như vậy mà ngủ không có được chứ. Bà tôi có ăn cơm được không? Ăn bữa ăn thì được nửa chén rưỡi. Dạ. Rồi cái đói thì nửa chén chứ thôi. Một ngày thì ăn có nhiêu đó. Dạ. Ăn nhiều không có được. Rồi tối thì nhức khớp rồi là khó ngủ lắm hả bà Tư? Miễn mà đêm nào mà nhức ngủ không được thì mò mò lấy thuốc uống. Uống cái nằm đó là chịu tới sáng, 2 giờ tới sáng là ngủ không được đó. Dạ. Cũng khó khăn quá ha. Khó lắm á. Dạ. Bà Tư ơi, hôm nay thì tụi con ghé thăm bà Tư, có cái phần quà tụi con muốn gửi cho bà Tư nè. Dạ, ở đây là con có 20kg gạo, gạo này là gạo ngon nha. Một bao gạo là 150 á, hai bao là 300 ngàn. Dạ, rồi cộng thêm đó là 10 gói cháo. Dạ, có 10 gói cháo. Dạ. Dạ, đây là cháo chài. Dạ, đây là 10 gói cháo nè. Dạ, rồi 10 gói mì. Dạ, 10 gói phở. 5 gói phở, 5 gói phở, 5 gói hủ tiếu. Một chai dầu ăn, chai dầu ăn 1 lít. Tất cả này chắc 20 gói rồi. Dạ, 30 gói một hộp như vậy là 30 gói. Rồi một chai nước tương loại lớn. Dạ. Rồi một keo chao với lại một ký đường. Dạ. Tổng cái phần quà mà bà Tư nhận được của ngày hôm nay là 507.000 đồng của Mạnh Thường Quân, đó là anh Bùi Chí Hiếu gửi cho bà Tư nha. Dạ. 500 mấy được ngàn là lớn lắm đó. Bà Tư mà không được là lớn lắm đó. Dạ. Như là cảm ơn là hai cô với cô quay nó là ba. Dạ. Thật cảm ơn nhiều lắm. Dạ, bà Tư cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con được rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Giữ sức khỏe nha bà Tư. Chào bà. Dạ. Hộ gia đình tiếp theo được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là anh Bùi Chí Hiếu và gia đình của ông Ba Tuấn đó các bạn. Thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Trước giờ ông sống chỉ có một mình thôi. Xin mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong để mà được thăm ông nha. Dạ. Chào ông ba. Nay con tới nè, ông có vui không? Ông cười. Để con chút xíu nha. Đây, nay con mang đến rất là nhiều quà cho ông luôn á. Có cây gậy của ông nữa nè. Ông thích không? Ông có thích quà không? Thích ha. Dạ. Dạ, hồi ông ba, hồi đó giờ con biết là ông ba sống của mình nên nè hả ông ba? Mình bỏ qua. Mình một rồi hả? Nghe sức qua đây nè. Dạ, năm nay ông nhiêu tuổi rồi ông ba? Tao hả? Dạ. Bảy mấy rồi. Bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Dạ. Trước giờ là không có vợ con gì luôn hả ông? Đâu. Không, sống của mình nên thôi. Dạ. Căn nhà này ông ở lâu chưa ông? Ở hồi mới ấy tới giờ luôn. Dạ. Có nhà trên này rồi mới về xuống đây nè. Dạ. Rồi hàng ngày là ông có tự nấu cơm nấu nước gì ăn được không? Được sao không mà có thằng tỷ em nó nấu cho ăn không khỏi mình khỏi nấu. À, em của ông là nấu cho ông luôn. Dạ. Rồi, ông chỉ ở một mình thôi. Hồi lúc mà còn trẻ còn khỏe đó ông đi làm gì hả ông ba? Đi mà ấy với mí này nọ đủ thấy mà hai ba chỗ. Dạ. Vui. Dạ, vậy là xưa cũng bươn chải nhiều ông ba ha. Dạ. Bây giờ lớn tuổi rồi không làm gì đồ nổi nữa không ba? Có làm gì đâu. Dạ, đi tới đi lui rồi đồ được không? Được chứ không. Đi tới lui vẫn được bình thường ha. Ừ. Dạ, ông ba sao con thấy ông ốm quá à? Ông có bị bệnh hay là bị sao không?
Dạ. Đâu còn có tại ấy thì nói sao quan bởi vì tao quan. Không ăn đồ ngon hả? Ít ăn đồ này họ thì tao ấy. Sao ông ba không kêu em ông ba mua thịt mua cá cho ông ba ăn? Trời ơi, mua thịt cá hay nhất cái loại quỷ ra không vô ăn. Không ăn vô hả? Giờ ông ba thèm món gì? Có thèm đâu. Không thèm gì hết. Dạ, mong các cô chú anh chị các bạn cũng thông cảm. Tại vì ông ba cũng lớn tuổi rồi, ông cũng bị lẫn nữa. Nên nhiều lúc là ông như vậy đó. Ông ba, nay tụi con đến thăm ông có vui không? Trời ơi, tụi mừng lắm. Mừng lắm hả? Hồi trước tụi con đến tặng quà cho ông có nhớ không? Chắc không nhớ tụi con đâu ha. Quên, sao quên luôn rồi. Quên rồi, không nhớ luôn, vậy là buồn đi về nha. Ông ba có biết hôm nay tụi con mang gì đến cho ông không? Đây nè, đố không biết cái này là cái gì. Đó, quá trời là quà luôn. Dạ. Nhóc hết trơn luôn ha. Quá trời thích luôn rồi. Đây, nay á là con thay mặt anh Bùi Chí Hiếu đến tặng cho ông những cái phần quà rất là đặc biệt luôn. Mỗi phần quà trị giá là 507.000 đồng, bao gồm 2 bao gạo. Mỗi bao như thế này á là 10 ký, 2 bao là 20 ký, là trị giá là 300.000 đồng nha ông. Ngoài ra thì còn có nè, đường, đây là đường. Đường này thì rất là ngon luôn, là đường tốt đó. Một bịch đường nè, một hũ chao nè. Rồi, có nước tương nè, dầu ăn luôn. Quá trời thích luôn. Rồi, ngoài ra thì còn có 10 gói mì. Đây là mì nha. Dạ, rồi có nè, phở. Dạ, hủ tiếu. Rồi một chục gói cháo nữa. 5 gói phở, 5 gói hủ tiếu, 10 gói cháo. Ông muốn ăn gì cũng được. Có gạo nè, có mì, có phở, có hủ tiếu, có cháo. Đó. Rồi, ông có thích không? Không, vậy là mừng cho em. Ông mừng ha. Dạ, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Ông gửi gạo cho người em của ông nấu cho ông ăn nha. Dạ rồi. Dạ, dạ con chào ông nha. Chúc ông nhiều sức khỏe ông nha. Sức khỏe nha ông ha. Dạ rồi. Dạ. Hoàn cảnh gia đình cuối cùng mà ngày hôm nay hai chị em mình thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Bùi Chí Hiếu ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của bà Ba Dạ. Xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng vào nhà nha. Dạ. Con chào bà ba. Dạ. Chào cô. Dạ. Cháu của bà đâu rồi? Nó mới nha, đứa thì ở ngoài đường, còn đứa thì đi mua thuốc để tôi kêu cũng được không? Thôi được rồi bà ba. Nay bà ba có đi bán không? Có, ngày nào không đi. Dạ chứ ngày nào cũng bán chứ. Thông thường là bà ba bán từ khoảng buổi sáng tới mấy giờ? Tới 10 giờ đi về nhà chắc cũng khoảng 11-12 giờ. 11-12 giờ, còn chiều là mình đi hái rau, hái rồi mua thêm mấy cái đồ đạc về bán được không bà? Đồ lót giặt, dụng vậy đó. Dạ. Nói thêm. Rồi mấy người con của bà ba có hay về thăm bà ba không? Hôm lễ hai mấy tháng tư đó. Dạ. Về có gì à? Về mà nó bị nó màng rồi làm như nó không có tiền, có gì không có tiền. Dạ. Có về nó mới có về đó. Về dạ. Ba của con Nguyễn cũng. Rồi mấy đứa cháu thì ở đây là chỉ có mình anh bà ba lo thôi chứ cha mẹ là không có dòm tối luôn. Trời ơi, mẹ nó bỏ có chồng rồi. Còn cha nó thì cũng như là mặn được nhiêu đem gì cũng nhiêu vậy. Mẹ có chồng có con. Rồi thông thường thì một ngày là bà ba đi bán là lời được khoảng bao nhiêu tiền mà ba? Trời ơi, nhiều khi cái lời 70-80 chục. Bữa nào thác ơi trúng thì được cả trăm, 50-60 chục không chừng chứ. Dạ. Rồi mấy cái rau củ, mấy cái rau củ mà bà ba bán là bán theo mùa hay sao? Rau gì? Mấy cái rau bà ba đi bán hàng ngày là mình bán theo mùa hay sao? Thấy thường là thấy bà ba lấy lợi của người ta bán đúng không? Mua có người hái ta, có hả? Đi hái rau rồi xem vậy. Mua của người ta. Dạ. Tại vì con thấy là tùy theo mùa mà bà ba bán á, tại vì cái đường đó tụi con cũng hay đi á. Dạ, bữa chạy qua thì thấy bà ba bán cái này, bữa khác là thấy bán cái khác. Nhiều khi người ta đem lại cho mình nữa, ngồi đó đó. Dạ. Người ta đem lại nhóc đồ chứ á, đem đủ đồ chứ. Dạ. Người ta có gì người ta đem lấy vậy đó. Nghe nhiều khi người ta biết mình nghèo khổ mà ăn cũng ấy rồi, người ta bán nhiều khi người ta bán thiếu cho mình. Rồi bữa mình trả cũng có nữa. Dạ. Rồi mình bán rồi hết, mình trả tiền cũng có. Dạ. Vậy đó.
người này đem mà kia đem cái này với nọ, dung dĩ dèo nhiều khi bác mâm luôn vậy đó. Nhiều khi thì không có đồ. Dạ, thì cũng khó khăn nữa. Dạ. Dạ thì hôm nay tụi con ghé thăm bà ba, thì cũng hỏi thăm sức khỏe của bà ba nha. Dạ. Dạ, sau đó thì có một cái phần quà tụi con muốn gửi cho bà ba nha. Dạ. Dạ, đây. Dạ. Tụi con có 2 bao gạo nè. Dạ. Ê, dạ, trong u nó nặng. Dạ, đây là gạo gạo ngon nha. Dạ. 1 bao gạo là 150.000, 2 bao dạ. gạo là 300.000 lận đó. Dạ, kìa kìa đó, dạ. Nhỏ xíu đó. Rồi cộng thêm đó là tụi con có 10 gói mì. Dạ. Dạ, rồi 10 gói cháo, 5 gói hủ tiếu, 5 gói phở, 1 chai dầu ăn loại lớn, 1 chai nước tương loại lớn với lại 1 hũ chao. Dạ. Kèm theo đó là 1 ký đường. Dạ. Thì tổng cái phần quà mà ngày hôm nay bà ba nhận được là 507.000 đồng. Dạ. Của Mạnh Thường Quân đó là anh Bùi Chí Hiếu gửi tặng cho bà ba nha. Dạ. Dạ. Vậy cho tôi cái lời cảm ơn anh Bùi Chí Hiếu. Anh Bùi Chí Hiếu, chú Bùi Chí dạ. Hiếu. Dạ. Ghi cảm ơn hai cô với cô. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Một, nói gì chứ nhiều cũng ăn cũng lâu. Một bao gạo 10 ký là nhà bà ba ăn bao lâu mới hết? Ăn cũng cả 10 bữa. Cả tuần 10 bữa. Dạ, vậy là ăn cái này cũng gần được 1 tháng ha. Dạ. Dạ thì cũng nhẹ ra được chi phí của mình 1 tháng thì dạ, cũng dạ. Chúc cho bà ba có được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc dạ. Cảm ơn. Dạ, thưa ba con về. Dạ. Dạ.